30 ngày nhật ký nguyên tắc thành công. Ngày 30, nhật ký ngày cuối. Hôm nay là ngày cuối cùng của 30 ngày nhật ký nguyên tắc thành công. Thú thật là tôi cũng không nghĩ là mình có thể viết được đến hôm nay. 2 tháng cho 30 ngày viết. Điều thôi thúc tôi viết đó là những điều tôi học và khám phá từ cuốn sách Principles. Để hiểu và viết lại thật sự là thách thức đối với tôi. Nội dung khá trừu tượng nên hơi khó hiểu, mà cách rời viết nó hơi khô nên càng khó hiểu. Nhưng tôi cũng đã thành công. Tôi thấy có quá nhiều điều giúp mình tiếp tục thành công trong cuộc sống và công việc. Những nguyên tắc hữu ích này sẽ giúp tôi hướng dẫn cho con cái và những người tôi quan tâm trên hành trình tìm kiếm cuộc sống viên mãn. Khi đọc sách của Ray và viết nhật ký, tôi bắt đầu suy nghiệm, soi rọi những điều của Ray nói về cách đối mặt với khó khăn để rút ra bài học cho lần tới. Cách thức áp dụng những nguyên tắc riêng và của Ray cùng với cách tạo ra những nguyên tắc mới, vân vân. Việc áp dụng và tạo ra nguyên tắc, nó không chỉ cho công việc kinh doanh mà còn cho cả những việc giải trí đơn thuần. Như việc ép cá beta tôi đang làm ở Vancouver vậy. Tôi cũng thường suy nghĩ về những thất bại của mình với những dự án triệu đô trước đây. Điều đáng nói là những dự án thất bại này đều lặp đi lặp lại cùng một nguyên nhân. Có nghĩa là tôi đã không biết phải tự đặt câu hỏi, làm gì để tránh thất bại lặp lại. Đó là lý do có lần tôi viết, giá mà tôi đã đọc được cuốn sách này cách đây 20 năm, dĩ nhiên chưa chắc lúc đó tôi đã có đủ trải nghiệm để hiểu những lời của Ray viết. Tương tự, tôi bắt đầu cứ suy ngẫm tại sao một số bạn mà tôi biết rõ lại không thành công như mong đợi, điều gì cản trở họ đi xa hơn nữa, vân vân. Càng suy ngẫm, tôi càng thấy lợi ích của sách. Và tôi cũng hiểu là để có cuộc sống viên mãn, như Ray nói, nó là một cuộc hành trình dài. Mỗi ngày bạn phải đối mặt với khó khăn, thử thách. Bạn phải tìm cách vượt qua. Nếu bạn không vượt qua chướng ngại, bị té, bạn phải học cách làm sao để có thể lần tới không xảy ra và làm gì khi nó xảy ra. Nói cách khác, mỗi ngày phải là một tiến bộ để giúp bạn trên hành trình tìm kiếm thành công. Thành công nó không phải đích đến mà nó là trải nghiệm bạn có được. Vì không bao giờ bạn đi đến đích được đâu. Nhiều người trong chúng ta chỉ muốn mì ăn liền, muốn con uống sữa thông minh để trở thành thần đồng xuất chúng, muốn tháng sau, năm tới là giàu liền, muốn uống thuốc là mai giảm được 1 kg ngay mà không cần phải bỏ sức tập luyện đốt năng lượng. Nói chung là chỉ muốn được mà không phải bỏ công sức, nỗ lực. Và thế là họ trở thành nạn nhân của sữa thông minh, phải trả tiền mà lại chẳng đem lại kết quả. Mồi ngon của bán hàng đa cấp hoặc mô hình Ponzi, hay thần dược giảm béo tích tắc nguy hại, vân vân. Tôi biết một cặp vợ chồng có bé trai bị tự kỷ, vài năm qua tôi không thấy bé cải thiện nhiều, gia đình cũng không thật sự cố gắng để cải thiện, coi như là bỏ tay chấm com. Nhưng lại trông chờ vào điều thần kỳ, mang tính siêu nhiên để giúp bé, chẳng bao giờ có gì là thần kỳ nếu bạn không nỗ lực mỗi ngày. Tôi cũng rất vui khi thấy một số bạn tìm thấy nhiều lời khuyên hữu ích trong những trang viết này. Tôi cũng rất vui khi thấy một số bạn tìm thấy nhiều lời khuyên hữu ích của những trang viết này. Bạn Huy, founder của Pito, có cập nhật cho tôi biết ai là đối tượng đọc nhật ký. Hầu hết là những người khởi nghiệp, làm chủ. Còn những đối tượng khác, những người đi làm, thì không nhiều lắm. Điều này làm cho tôi hơi buồn, tôi tự an ủi. Nếu sau này tập hợp lại thành ebook, có khi dễ dàng cho họ đọc hơn. Bạn Bon Nguyễn từ Dreamship thì rất là hồ hởi hơn vì thấy khách, bạn bè, khách hàng của em ở bên này rất là tâm đắc với cuốn sách của anh viết. Bo còn hỏi liệu Ray có lời khuyên nào cho những người đã cập bến thành công hay không? Thú thật là trong sách, Ray có đề cập đến vòng tuần hoàn thất bại và thành công, vượt qua các khó khăn, thử thách để thành công. Khi thành công, vượt qua một mức này, bạn lại tiếp tục đặt ra một mức cao hơn, thử thách để vượt qua. Và cứ thế bạn tiếp tục chinh phục những thử thách khác, bạn lại thất bại để rồi chinh phục thành công mới. Qua thời gian tôi tìm được cuộc hành trình thú vị hơn, tôi bắt đầu nhận ra rằng thành công không phải chỉ đạt được mục tiêu riêng của mình đặt ra. Hết trích dẫn. Tưởng thưởng lớn nhất cho thành công đạt được mục tiêu, theo Ray đó là sự tiến hóa của bản thân và những mối quan hệ có được từ những người bạn quan tâm. Trích dẫn: giờ đây tôi không còn muốn vượt qua cánh rừng để nhận quả ngọt. Giờ đây tôi muốn tiếp tục ở trong cánh rừng cùng với những người tôi quan tâm dẫn dắt họ thành công. Hết trích dẫn. Nếu bạn đã đạt được thành công nào đó,
hãy tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao hơn để chinh phục. Rồi cho đến một lúc nào đó, thành công lớn nhất, theo Ray, là dẫn dắt để người khác thành công. Đó là lý do mà Ray dành thời gian công sức để viết cuốn sách này, với mong muốn là người dẫn đường cùng với bạn vượt qua cánh rừng. Bạn có thể chỉ dẫn, tạo cơ hội cho họ vượt qua trở ngại để thành công, giúp họ nhìn thấy những gì họ không nhìn thấy. Bạn có thể làm YouTube, viết blog, xuất bản sách, nói chuyện chia sẻ hay coach cho họ, vân vân. Tôi cũng định bụng sẽ tiếp tục những trang nhật ký khác về một cuốn sách nào đó mà tôi thấy tâm đắc, đâu đó sẽ giúp bạn thành công. Để kết thúc trang nhật ký hôm nay, cũng là trang cuối cùng, tôi xin mượn lời kết của Ray Dalio, trích dẫn: "Và giờ đây, tôi muốn chia sẻ cho các bạn những nguyên tắc đã giúp tôi thành công." Hết trích dẫn. Đến đây, tôi xin được cảm ơn các bạn đã đọc đến những dòng cuối cùng của 30 ngày nhật ký nguyên tắc thành công. Và tôi cũng xin được chào tạm biệt các bạn. Nguyễn Mạnh Tường, sáng lập Max Communications và đồng sáng lập ICP X-Men.